Vâng, chào các bạn. Thì để tiếp tục với giáo trình thiết kế web, thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với bạn một cái thiết kế web dạng blogger. Thì hôm trước mình đã chia sẻ với bạn một video rồi, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem lại cái thành quả mình đã chỉnh sửa từ cái theme mình mới tải về, và mình đã chỉnh sửa là hầu như là gần giống 90%. Đây cái mẫu của nó. Rồi đây là cái trang web của mình đã chỉnh sửa. Đó, thì cái phần menu trên mình đã bỏ đi, mình xài menu dưới thôi. Đây đó, bạn xem đó, chỉnh sửa ok. Đó thì mình sẽ ôn lại xíu cho bạn xem. Đây ví dụ như đầu tiên mình sẽ tạo một cái blog, hay tạo blog mới đây. Coi bạn sẽ tạo lấy đọc tên blog nào đây, sử như là thuốc thực phẩm chức năng đi. Thực phẩm chức năng rồi bạn sẽ lấy cái tên nó luôn, ví dụ như thực phẩm chức năng. Rồi nếu như mà nó đánh dấu màu xanh là ok, này chưa được. Thực phẩm chức năng nam giới đi, thử được chưa nha. Rồi, ok đó bạn. Rồi bạn sẽ tạo đại một lốc nào, bạn sẽ không chọn mẫu. Đây là mình hướng dẫn là lấy một cái theme bên ngoài, cho nên các bạn không cần phải chọn những cái mẫu của nó có sẵn đó. Rồi tiếp tục bạn sẽ vào cái chủ đề, bạn sẽ lấy cái theme bên ngoài. Thì là thông báo của nó là tới ngày tháng 4 nó sẽ bỏ cái g cộng á, các bạn là phải tải hình ảnh từ g cộng về hết, thôi nó sẽ bị bỏ mắt. Rồi bạn sẽ vào chữ sao lưu và khôi phục này nè. Rồi bạn click vào, rồi bạn sẽ tải một cái file lên. Nếu là file có chứa là xls nha, xml á. Đây thì một cái theme mình đã tải sẵn xuống rồi. Đây shopping theme. Rồi bạn vào, bạn sẽ chọn một cái file bên dưới đi. Rồi bạn bấm vào, rồi bạn sẽ mở ra để tải lên. Rồi bạn sẽ bấm chữ tải lên. Khi nào bạn khôi phục thì bạn sẽ tải xuống nha. Đó, đây là một giao diện đầu tiên của trang web, bạn sẽ xem. Cho thêm mình đã sử dụng rồi, cho nên nó mắc cái phần menu trên luôn rồi, không cần chỉnh sửa nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa những menu dưới này. Ví dụ như các bạn sẽ chỉnh sửa cái này, thì bạn bấm chữ home thì sự cứ không được thì bạn bấm chữ gần, mấy chữ gần đây nè, đó thì nó sẽ được. Thì bạn vào chỉnh sửa HTML. Rồi bạn sẽ đánh dấu tích vào đây, và bạn sẽ chọn là Ctrl F nha. Đó, nó sẽ nổi lên ô tìm kiếm. Bạn sẽ bấm là Bullshit. Bullshit là kinh doanh á. Chưa? Bullshit. Sai không đúng không? Mình viết được sai à. Business S UC Net. Rồi đây nó đã ra những cái menu. Thì thường menu nó sẽ ra một lần lọt đó,
Đây mình nâng cấp 1 nè, Internet, Masking và Store. Mình thứ 2 à, bạn sẽ kiếm đây thấy chữ Home nè, đúng không? Bình thường mình gọi chữ Home nó không ra, nhưng mà mình gọi chữ Bullshit thì nó sẽ ra à. Ví dụ như mình sẽ bỏ này lại đi, cắt bỏ cái chữ này đi, mình sẽ bấm chữ Home của nó ra nè. Đó, chữ Home thì nó ra đơn giản quá, ra nhiều chỗ quá, xíu bạn không tìm thấy được, nên tốt nhất bạn sẽ tìm những cái chữ nào khác như chữ kinh doanh nè. Đó, lần lượt bạn sẽ chỉnh sửa, cái này là chỉnh sửa, còn cái này là các bạn thêm, có thể thêm một cái gì đó vào đây. Đó, trang chủ thì nó dạng này nó cũng thêm vào đây, ví dụ như sẽ bấm chữ là trang chủ đi, trang chủ. Rồi, bấm cái này sẽ giữ như là giới thiệu cái gì đó, sẽ lưu lại coi thành quả nha. Rồi, mình sẽ bấm F5. Đó, đó giữ trang chủ rồi đó. Còn này mình sẽ nào ấy, sẽ gì giới thiệu đi. Ok, rồi lưu lại. Xem tiếp. Đó. Thì bình thường những cái mà nó có cái chìa khóa nè, thì bạn sẽ sửa được. Còn những cái mà nó không có chìa khóa thì bạn phải vào cái HTML để bạn điều chỉnh nha. Đó, thì tương tự như các bạn sẽ chỉnh hết cái này. Đó, future, here, share, doc. Đó, nói chung là nó có đủ thứ hết. Thì bạn sẽ vào đây lần lượt điều chỉnh. Thì bạn sẽ đưa cái link vào đây là nó sẽ ra. Ví dụ như mình sẽ đưa về cái trang web của mình đây, thì bạn đưa cái link vào cái chữ tiếp thị CP này nè, khi người ta click vào nó sẽ ra cái trang mà bạn cần giới thiệu đến người dùng. Đó, bạn có thể đưa những cái mà bên trong web cũng được. Rồi, mình đã hướng dẫn xong cái phần điều chỉnh cái menu rồi. Tiếp theo là điều chỉnh làm gì, bạn sẽ đưa cái logo này vào đây, thì đây nó sẽ có một cái chìa khóa để các bạn điều chỉnh trực tiếp luôn. Đây thì bạn sẽ lấy một cái mã code của một cái banner, xong bạn sẽ lấy cái link hình ảnh bạn dán vào đây nè, từ cái chữ là SGC nè, đó là cái link hình ảnh. Còn cái cú pháp này giống nhau, thì nó đây là một cái cấu hình là 90 × 728. Đó, thì cái chữ khác là cái hình này nè, đó, hình này bự hình nhỏ, cái hình bự thì nó sẽ ra bự, hình nhỏ là nhỏ, hình vuông ra vuông. Còn này là cái định dạng của cái định dạng cái banner. Thì trong những video sau này nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể định dạng những cái đó, mình sẽ làm một cái bộ tài liệu riêng để tặng cho các bạn. Đó, thì đây do hình bình thường nó không có chớp, nó không có động, cho nên banner nó không động, không phải giống như cái trang web mà của mình, trang web nguyenthan.com, thì cái banner này nó động. Đó, còn cái này thì nó đứng yên, thấy không nè. Nhưng mà bên trang kia thì nó động. Do mình làm hành động lấy link hình ảnh hình dán vào thì nó sẽ động, còn cái link mà tỉnh thì nó sẽ không động. Đó, đây là cái thêm mẫu nè, đây bạn thấy không, ở đây sẽ chớp. Đó, nó động tới động lui. Còn đây những quảng cáo Google, thì trang web thì mình đã liên kết với Google, cũng muốn rẻ ra tiền,
cho nên mình hướng dẫn các bạn làm thêm nhiều cái web khác nữa. Ví dụ như bạn làm dở thôi, một web bình thường bạn kiếm một tháng khoảng $100 thì 10 web bạn kiếm được nhiêu rồi, khoảng $2,000 là tương đương với 4 mấy triệu rồi bạn. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để điều chỉnh cái size này. Đó thì tương tự vậy, bạn sẽ copy size này để các bạn dán qua cái HTML. Đây ví dụ như mình sẽ lấy cái trực tiếp đây luôn đi, nó dễ để các bạn khỏi ngạc nhiên. Sẽ dễ về nhân chủ. Còn trang này thì mình làm sao đi đó, nó cũng tương tự vậy thôi. Này những giao diện tiếng Anh, mình sẽ chỉnh giao diện tiếng Việt cho bạn xem luôn. Đây thì bạn sẽ copy cái này, sử như từ số 1 đi nè, cái tiền trên YouTube nè. Rồi bạn sẽ copy cái này, các bạn vào HTML, các bạn kiếm cái dòng chữ đó, rồi bạn gõ ra, đó nó sẽ hiện lên. Cái thứ nhất là cái tiêu đề của hình đây, thứ hai là mô tả đây, tiêu đề là kiếm tiền trên YouTube, còn mô tả đây nè, đó, sản xuất video để kiếm tiền, còn hình ảnh là trên này đây, hai đoạn là hình ảnh. Thì hình ảnh thì các bạn làm như sau, bạn nhớ trừ dấu phẩy nha, đừng xóa nha. Thì hình ảnh này để đây là một cái đây mình sẽ thêm một cái tab mới đi. Hình ảnh thì bạn sẽ là chọn một cái hình, ví dụ như mình sẽ chọn công cụ là chỉnh sửa ảnh. Đây thì cái thước ảnh này nó sẽ là có kích thước là 600 x 315, đó thì bạn sẽ vô đây và chọn cái size. Đây ví dụ như bạn vào cái canva.com đó, thì bạn sẽ chọn cái thước ảnh tùy chỉnh, đây là 600, đây là 315. Rồi bạn sẽ tạo ảnh mới đó. Thì những người mà không biết Photoshop hay là phần Photoshop nặng quá không sử dụng được thì bạn có thể sử dụng cái này để tạo một cái ảnh. Đây ví dụ như ảnh là mình đã tạo rồi nè, đó mình sẽ tải lên, bạn sẽ tải ảnh những Google, trên Google bạn gõ, rồi ở đây bạn chỉnh sửa lại, ghép vào thôi. Đó dù như này bỏ đi thôi, bạn sẽ vào thôi. Đó bạn có thể kéo nó nhỏ vậy, đó rồi bạn sẽ tải xuống thôi. Đó nói chung là ảnh là đơn giản vậy, bạn sẽ chọn là CB rồi bạn sẽ tải xuống là ok. Tải xuống nè, rồi bạn sẽ lưu lại đó, ok. Rồi tiếp tục là mình khác, bạn sẽ chỉnh sửa thôi. Rồi xong, bạn sẽ tải lên cái hình ảnh của blog để các bạn đưa ra. Đây bạn sẽ mở một cái trang, sẽ tạo một trang hình ảnh. Đây mình do trang kiếm tiền bằng điện thoại thì nó chưa có hình ảnh tại vì mình mới tạo. Đây mình sẽ vào một cái trang cũ của mình,
Rồi bạn sẽ tải những ảnh lên đây đó, ví dụ như bấm vào tải ảnh nè, rồi sẽ chọn ảnh tải lên, rồi ví dụ như chỗ tải xuống là hình ảnh này đó, đây hình này đó, hình mà bạn mới tạo á. Rồi bạn sẽ click vào và thêm ảnh. Rồi một điều bạn nên nhớ là khi mà tải ảnh lên, bạn sẽ click vào cái hình này, rồi bạn sẽ bấm vào là cắt lớn đi thì hình ảnh nó mới full được. Rồi bạn sẽ bấm cập nhật. Đây là ảnh YouTube đúng không? Rồi mình sẽ lấy là ảnh YouTube cho bạn xem. Rồi sẽ xem ảnh. Rồi bạn sẽ lấy một cái ảnh mà bạn muốn lấy thì bạn click vào ảnh đó cho nó ra ngoài, hiện ra ngoài kia. Rồi bạn sẽ sao lưu để chè ảnh nha, chứ phải là sao lưu chép ảnh đâu. Sao lưu chè ảnh nè. Rồi bạn sẽ qua cái HTML để bạn dán đây chỗ là SGC. Rồi bạn sẽ dán vào, nhớ là trừ 2 dấu phẩy đầu nha. Ok. Rồi xong bạn sẽ lưu lại. Đó thì tương tự vậy thì bạn sẽ cho các bạn cần ở đường link mình ta click vào cái chữ mà này nó sẽ hiện ra trang web. Đây, ví dụ như sim đa năng này mình click vào. Thì nó sẽ ra cái trang web mà mình muốn nó dẫn đến. Đó. Đó ví dụ như vậy. Rồi. Đó thì tương tự vậy. Thì những bức ảnh khác thì bạn cũng làm tương tự vậy. Đây có 5 bức ảnh thì bạn sẽ làm là được 5 cái. Rồi mình sẽ giới thiệu tiếp tục. Menu rồi, thay đổi hình ảnh và chữ này rồi, thì mình sẽ chỉnh sửa cái dòng ở đây. Ví dụ như bạn sẽ chỉnh sửa cái này thì nó có cái chìa khóa nè, bạn thể chỉnh sửa trực tiếp được. Đó chỉnh sửa này chỗ này lại. Rồi bạn sẽ lưu lại. Đó, đó là cái chỉnh sửa cái thành bên. Rồi tương tự vậy thì cái trang web của mình là khi mình tải lên thì sẽ không có những cái này. Đó thì cái này cũng đơn giản thôi. Đây ví dụ như mình sẽ cho lại xem lại trang web này cũ nè. Đó khi mình tải lên thì nó chưa có những cái dòng này. Cái dòng này bạn làm thế nào thì bạn sẽ vào đây, rồi bạn sẽ vào bố cục để bố cục cho nhanh thôi. Đây bạn sẽ kéo xuống cuối trang thì bạn cho thêm. Ví dụ như cái này là đây, cái này là trang fanpage, còn cái này là kênh YouTube, còn cái này là giới thiệu giữa cái trang của mình. Đó thì lần lượt như thế này mình sẽ trở vào bố cục. Rồi các bạn sẽ lấy những cái link đó, ví dụ như cái này là HTML. Đó sẽ lấy cái file này, file này quá đơn giản thôi. Rồi bạn sẽ qua đây bạn thêm, mình sẽ thêm là HTML. Rồi bạn sẽ dán vào đây. Đó thì cái file mà đã cái bạn đang dán cái Facebook lên lên trên trang web thì nó sẽ hướng dẫn các bạn cách làm này. Đó, thì bạn sẽ cũng lấy cái địa chỉ giống như cái
giống như cái banner gì đó, nhưng mà này nó thật chắc hơn và sẽ lưu lại. Rồi bạn sẽ kiểm tra trang web mình nó có chưa nè. Đó, đây là fanpage của mình hiện ở đây. Rồi tiếp tục chị, thì mình sẽ xem cái kênh YouTube, mình cũng lấy code đây luôn. Kênh YouTube thì đơn giản hơn, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đây ví dụ như mình sẽ ra bất cứ một cái video nào của mình, rồi mình sẽ click vào. Thì các bạn sẽ bấm xuống chỗ chia sẻ nè. Đó. Chia sẻ bạn sẽ bấm chỗ cái hai dòng nè. Đó. Bạn sẽ lấy cái mã nhúng á. Thì lấy mã nhúng thì bạn sẽ chỉnh kích thước này lại. Giống như đây mình sẽ chỉnh là 300, cái này là nhân cho 320, 325 được, 325 đi cho nó bằng cái kia. Rồi bạn sẽ sao chép, rồi bạn sẽ qua cái này, qua cái khắc tìa quản trị cái blog, bạn sẽ cộng thêm cái HTML nữa. Rồi tương tự vậy bạn sẽ dán vào, các bạn thêm chữ thì bạn thêm đây, thêm thì thôi. Đó, rồi sẽ kiểm tra thành quả nha. Đó, kênh YouTube mình đã xuất hiện đây. Thì giờ nó ngắn hơn cái này cho nên bạn sẽ kéo chỉnh kích thước lại cho nó dài xíu, dụ như mình sẽ chỉnh lại là 330 đi, hay 350 ta, 350 qua, rồi sẽ lưu lại. Rồi bạn sẽ xem cái thành tích. Đó, nó là bằng với trang fanpage đó. Tương tự như thế này. Thì bên đây bạn muốn thêm gì giới thiệu bản thân gì đó, bạn thêm đây. Đây, ví dụ như đây, ví dụ như mình sẽ coi cái này là sử dụng cái gì. Cũng HTML. Đó. Nhưng mà đây là một cái trang mình đã làm mã code rồi. Đó. Thì bạn tương tự vậy, bạn sẽ vào cái bố cục kéo xuống cuối trang, bạn cũng sẽ thêm HTML để nó có hình ảnh đó. Đây là trang giới thiệu nè. Rồi bạn sẽ lưu lại, rồi sẽ kiểm tra thành quả. Đó. Thì này do mình chỉnh bên trong website, cái blog thì nó hay chữ nó không có đều. Đây, sẽ cho bạn xem lại cái đây là cái blog. Còn đây bên website thì do mình chỉnh lấy một cái trang trong website, website thì nó đã canh rồi, lớn hơn, cái thước nhỏ hơn, nhỏ hơn cái này. Ở đây thì nó bốn ô, còn đây nó chỉ có ba ô nên rộng hơn cho nên chữ nó trào xuống. Đó, bạn có thể chỉnh lấy một trang khác cũng được. Đó. Ok, thế là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái cách để trình bày cái chữ của trang. Rồi thì cái chữ mà bên xem tiếp này sẽ chỉnh như thế nào. Đó, thì cái này bạn sẽ vào cái mã code HTML. Thì trước khi chỉnh mã code mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà
thay đổi những cái thành bên trước đi. Đây, ví dụ như cái trang web này thì nó có những cái này bạn thấy không thích lắm thì bạn có thể xóa trực tiếp trên này, những cái xóa không được thì bạn có thể vào để cho trang này nó chưa có bài viết, cho nên nó có những cái mà nó còn ngắn đó, thì mình sẽ qua một cái trang đây, ví dụ như cái trang của cái này trên điện thoại đi nè. Xem blog. À sorry. Cái trang này nó cũng chưa có bài viết. Đó thì tương tự thôi, mình sẽ chỉ thêm cho các bạn. Đây, mình sẽ qua trang này. Sẽ qua cái cuối cùng. Thì bạn xem những cái đoạn hình bên nè. Những cái mà không cần thiết á, bạn có thể xóa bỏ đó. Ví dụ như tìm kiếm blog hay gì, hay sen hay thuộc tính nè, như cái thuộc tính này đi, không có gì thôi đó. Còn những cái mà nó có không như báo cáo lạm dụng thì nó bật như nè, chỗ này mình đã xóa bỏ bớt những cái không cần thiết rồi, cho nên nó cũng đã giới hạn chút xíu. Khi bạn tải một cái máy mới của bạn thì nó sẽ khác. Còn là kiểu billboard nè. Đó, có thể xóa bỏ. Thì xóa thế nào? Xóa bỏ chữ chỉnh sửa nè. Đó, xóa bỏ. Ok. Ok. Rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thay đổi cái chữ đây, thì chữ này tiếng Anh nó sẽ nổi là chữ get more. Thì bạn sẽ copy cái chữ này để các bạn dán vào HTML, thì bạn vào chủ đề rồi sẽ bấm vào chỉnh sửa HTML tiếp. Đó. Rồi, tương tự vậy. Các bạn sẽ bấm cái chữ này dán vào Ctrl V. Đó. Đây là chữ xem tiếp. Đó, xong mà sẽ lưu lại là ok. Đó, nói chung là vậy. Rồi, lưu lại. Đó, tương tự như chữ này cũng vậy. Bạn có thể điều chỉnh lại. Chữ này cũng vậy. Cái chữ này thì nó sẽ không có trên chỗ chỉnh sửa, nó chỉ chỉnh sửa thì chữ bài viết mới thôi. Bạn sẽ chỉnh sửa này trong HTML luôn. Thì bạn sẽ vào, bạn gõ chữ bình thường nó sẽ là cái đây, bên đây này sẽ chữ là Ubala. Dù như bạn sẽ vào ô cục chủ đề HTML thì có một số chữ thì nó bạn tìm không thấy thì bạn sẽ có một chữ khác. Đúng không? Sai à? Bobula.
chứ chữ nào ra là ra được 3 chữ luôn, còn không ra thôi, đây nó ra lại không đúng. Đó. Cái chữ mà nó phải nằm hai dấu cấp rồi, không được. Chữ mà nằm lại không đúng. Mình sẽ lấy một chữ khác. Sẽ lấy chữ tab đi. Đó. Không, khi bạn bấm chữ bolero nó không ra, nhưng mà bấm chữ tab nó ra đó, bạn sẽ chỉnh sửa ba chữ này lại. Đây. Một chữ, hai chữ, ba chữ. Rồi. Phải lần lượt chỉnh sửa nó lại. Đây, chỉnh sửa lại bằng phổ biến, thẻ và bài viết cũ. Đó. Rất đơn giản. Tương tự vậy thì những cái thẻ mới hay những thẻ bên đây thì các bạn có thể thêm những cái thẻ hoặc là những cái banner bên tay phải thì bằng cách nào? Đây, bạn sẽ qua bố cục, bạn sẽ thêm. Ví dụ như mình sẽ thêm ở dòng gần cuối đi. Đây. Mình sẽ lấy một cái thôi, cái mẫu này bạn biết rồi, bỏ đi ha. Mình sẽ qua một cái trang tiếp thị. Ví dụ qua trang CV đi. Mình lấy một cái banner dán vào cho bạn xem. Rồi, bạn sẽ đăng nhập vào. Thì có những video mình đã hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền với CV rồi. Đó, tương tự vậy, bạn sẽ vô cái mã nè. Banner ngẫu nhiên. Bạn có thể lấy những cái banner để làm cái mã code để bạn dán vào website. Nó không có hả? Thôi mình sẽ vào một cái lại một cái nào đi. Rồi. Rồi mình sẽ lấy một cái sản phẩm gì đây. Phẩm gì thực tế xíu. Đây, mình sẽ lấy một sản phẩm chỉ bạc tóc đi. Rồi, thì những cái sản phẩm thì đa phần nó sẽ có những cái banner. Thì đa phần nên dán website. Thì bạn nên chọn những cái banner là 300, 300, 250, 250. Đó, những thành bên. Sẽ lấy lại cái này đi. Rồi, bạn sẽ dán vào. Nãy mình đã làm rồi. Thì mình sẽ thêm cái HTML. HTML là các bạn dán cái mã code banner mới được nha. Nói chung bên blog là gì đó. Rồi xem copy chưa được hay sao. Sao chép. Rồi dán vào. Lưu lại. Rồi mình sẽ xem thành quả đạt chưa. Phòng F5. Đó. Đây mình đã thêm được một cái banner vào cái giao diện của blog. Thì tương tự những cái khác bạn có thể thêm vào. Thì nếu như bạn muốn kiếm tiền với Google AdSense thì bạn nên bỏ những khoảng trống để cho nó chèn quảng cáo vào. Đây, ví dụ như trang web nguyenthan.ocm của mình thì mình đã liên kết được chữ Google AdSense và nó đã hiển thị quảng cáo. Thì các bạn click vào xem để ủng hộ mình cũng được. Xem một hai quảng cáo vậy nè. Do mình đang chạy video cho nên
lốc cũng hơi chậm. Đó, đây là những quảng cáo Google AdSense. Thì có những cái quảng cáo mà nằm ở thành bên, những quảng cáo nằm giữa bài, rồi những quảng cáo nằm phía đầu website, những quảng cáo nằm cuối website. Đó. Nói chung đây, đây là quảng cáo nằm trên đầu website nè. Đây, đây là quảng cáo nằm cuối. Đó, mình sẽ load một hai lần để cho những quảng cáo nằm bên cho bạn xem. Thì trong những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà kiếm tiền với một trang web như thế nào. Giờ này nó không có quảng cáo bên nè. Đó, thì nó sẽ xuất hiện giống như này nè. Vậy là các bạn có thể vào một bài viết, một trang. Thì nếu như bạn cài cho phép quảng cáo trang thì nó sẽ vào trang quảng cáo. Đó. Thì những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn xem. Và là nổi những cái banner tỉnh thì ra phần nó hiện thì quảng cáo thì xong nó banner tỉnh không. Đó. Thì bạn hãy quyết nhiều bài để cho trang web của bạn lên top tìm kiếm, thì khi xuất hiện quảng cáo người ta vào xem. Đây quảng cáo nè, quảng cáo trong bài viết nè. Đó, cái này quảng cáo, này cũng quảng cáo, còn này là phần bài viết. Thì khi bạn liên kết được cái Google AdSense thì người ta chỉ cần vào click vào quảng cáo, bạn sẽ được cộng tiền. Đó. Đó, thế là xong. Bạn hãy vào xem và ủng hộ mình mỗi người một click thôi. Vâng, video này đến đây là kết thúc. Mình đã hoàn thành hướng dẫn các bạn cách để thiết kế một trang web. Còn những cái mạng xã hội thì cũng tương tự gì thôi, bạn sẽ gõ vào như Facebook G cộng hay là những cái này, bạn gõ vào thì bạn thay đổi cái địa chỉ, cái trang cá nhân hoặc cái trang fanpage của bạn khi ta click vào kết bạn. Vâng, cảm ơn các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm nút vào nút đăng ký. Còn mọi người nào đã đăng ký rồi thì hãy quên, đừng quên bấm cái chuông để khi mình có video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video. Đây, ví dụ như đây có một cái chuông bên đây thì bạn đăng ký rồi, bấm vào chuông khi có video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.